Chơi thôi nào. Cháu hãy xếp hàng lần lượt nhé. Em ơi nhìn xem đây, biển hướng dẫn. Hãy xếp hàng nào em. Ở đây. Nghe lời và đi theo anh em nhé. Ta đứng vào đây nha. Đợi đến lượt mình chơi. Không được chen lấn đâu mà. Xin lỗi nhé, cháu không đủ chiều cao để chơi. Em chưa đủ chiều cao. Nhìn này, sẽ không an toàn khi chơi. Bên kia, nghe lời và đi theo chị nhé. Ta chơi trò chơi khác. Em đã đủ chiều cao. Khi chơi mình làm theo quy định. Phải có vé mới vào được. Con yêu nhìn xem nhé. Máy bán vé. Rất thú vị phải không? Máy bán vé. Ta cho tiền vào và nhấn nút. Vé xuất hiện rồi đây. Hãy sẵn sàng nào con. Chúng mình cùng chơi thật. Qua rồi. Mình cùng nhau đoán nào. Trong hộp này có thứ gì? Nó thật to. Trong hộp này có thứ gì? Nó thật dài. Trong hộp này là gì đây? Nào mình cùng xem nhé. Bên trong có gì? Một thanh sô cô la. Có đầu nhọn. Trong hộp này có thứ gì? Nó là hình tam giác.
vào thang máy để lên tầng tiếp theo nào. Đợi và xếp hàng. Dạ vâng thưa mẹ. Đừng nghịch nhé con. Dạ vâng thưa mẹ. Mình phải đứng yên. Dạ vâng thưa mẹ. Cẩn thận bé ơi. Dạ vâng thưa mẹ. Nghe lời nào con. Không chặn cửa ra vào. Nó là thang cuốn. Ta muốn đi thang cuốn. Được thôi. Lên tầng tiếp theo. Mình đi thang cuốn thôi nào. Cần phải đứng yên. Mình đi thang cuốn thôi nào. Đừng nghịch nhé con. Ô không rất nguy hiểm. Đừng chạy bé ơi. Ô không rất nguy hiểm. Cần thang khi mình đi thang cuốn. Nào, sẽ không an toàn khi con đứng vào vạch vàng đâu. Cùng đi nào. Cần chú ý an toàn. Cùng đi nào. Cần chú ý an toàn. Nhìn này bé ơi. Nhiều viên cam rất ngon kìa. Giờ chúng ta cùng nhau đứng xếp hàng. Nghe lời con ơi. Đừng nên chen lấn mà. Chúng ta cần xếp hàng đợi đến lượt nhé, bé John. Mình phải đứng đây. Đừng chen lấn em à. Cần kiên nhẫn nhà. Đừng chen lấn em à. Đến lượt rồi bé ơi. Nhiều vị kem rất ngon kìa. Chọn vị kem nào. Bọn con thích kem này. Có một trò chơi mới. Đây là khối hình. Khi ai có nó sẽ được phép nói chuyện. Còn những người khác thì đợi đến lượt của mình. Yeah! Khi chúng ta chơi cùng với nhau, cần đợi cho kiên nhẫn nhà. Hãy nhớ không nên vội nhé con. Chờ đợi lượt của mình. Đâu. Nào con hãy nghe lời làm một bé ngoan. Đừng tranh lên trước và đợi đến lượt. Luôn nhớ khi chúng ta chơi cùng nhau thì hãy kiên nhẫn đợi chờ. Bây giờ khối hình là của con. Nào con hãy nghe lời làm một bé ngoan. Đừng tranh lên
Làm tốt lắm các con. Của cậu này. Yay, đến lượt ta rồi. Khi chúng ta chơi cùng với nhau, cần đợi chờ kiên nhẫn nha. Hãy nhớ không nên vội nhé con, chờ đợi lượt của mình bé yêu à. Giỏi lắm các con, các con thật là ngoan. Con có muốn uống nước chanh không? Oh! Đồ chơi ở kia hãy cất chúng đi. Khi các con chơi xong nên dọn ngay. Làm cùng nhau nào con sẽ rất nhanh thôi. Con ơi mau mau ta dọn dẹp. Hãy cất đúng nơi các con à. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Chơi làm chân ba rất đau. Khi các con chơi nên xếp gọn gàng nha. Làm theo lời ba hãy cất chúng đi. Con ơi mau mau dọn dẹp nhanh nào. Mình cùng nhau cất những khối xếp hình. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đến giờ ăn trưa rồi. Ôi nóng nóng quá. Nhìn xem đồ chơi quần áo khắp nơi. Các con hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chung đi thôi. Cất đúng nơi nhé các con à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Nhìn con kìa. Nhìn xem đồ chơi ở khắp nơi. Con yêu hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chung đi thôi. Cất đúng nơi nhé con yêu à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đồ chơi, đồ chơi ở khắp nơi. Nhanh ta hãy mau dọn dẹp ngay. Đồ chơi ở khắp nơi. Nhanh ta mau cất chung đi nào. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch sẽ. Giỏi lắm, các con yêu. Thật là vui, yeah! Hãy nhớ, đèn đỏ nghĩa là dừng lại. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Làm lại nhé con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đèn xanh có nghĩa là đi tiếp. Đu 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 đu. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Theo ba nào. Đu 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 đu. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào.
Con có nghĩ mình có thể làm được không? Màu đỏ dừng lại nào. Đu 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 đu. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Màu đỏ dừng lại nào. Đu 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 đu. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Khi dừng lại, chúng ta cần đợi một chút. Đu 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 đu. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Con đã hiểu rồi đó. Đu 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 đu. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Là nó kìa, con gần đến nơi rồi. Cẩn thận con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Đu 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 đu. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Giỏi lắm con yêu. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Ngon quá. Nhìn này mình chơi thật vui đây nhé. Mình nhún nhảy trên chiếc vòng quay thật thích này. Ôi chiếc bông kêu, bông đi sao thế? Mình nên làm gì đây? Giúp con được không? Mà của con chiếc bông rất khó chịu. Bông rất khó chịu nhưng con muốn được chơi. Con hãy mau ngồi ở đây nghỉ ngơi, sẽ thấy dễ chịu hơn. Sau khi ăn nên nghỉ một chút, con yêu à. Tốt hơn rồi. Mẹ biết con bị sao rồi. Bụng rất khó chịu. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy giúp con. Con hãy đi vệ sinh thật nhanh, sẽ thấy dễ chịu hơn. Hãy nhớ nên đi vệ sinh khi đau bụng. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé. Hãy cẩn thận nha. Trên sàn là rất chân này anh.
ôi không 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 lại ngã đau. Không sao đâu con à, hãy đứng lên, mẹ ba luôn bên con chăm sóc mà. Nếu chúng ta trượt ngã thì nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Chúng ta phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi? Lau khô sàn nhà. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Con muốn lấy gấu bông thật xinh, ôi không không con lại ngã đau. Khi muốn lấy thứ gì nên nói với ba mẹ, hãy nhớ nhé các con à. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi lấy đồ trên cao? Gọi mọi người giúp đỡ à. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Nghe con, mẹ ba luôn bên con chăm sóc mà. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi xong? Cất đồ chơi gọn gàng à. Hải sản của chúng tôi. Ta nhiều đồ ăn
taco, thử ăn nào. Có ngay đây, chúc ngon miệng. Uống thêm nước nữa. Ta mẹ như kia là kem. Có nhiều đồ ăn này với biết bao hương vị. Quê kem thật là ngon đây rồi. Bé hãy ăn đi nào. Cam miếng kem mát lạnh, yummy yum yum yum. Hương vị thế nào? Con rất thích cây kem này. Ngon quá đi. Ê, thật là tuyệt. Có nhiều đồ ăn này với biết bao hương vị. Chúng mình cùng ăn kem nào. Yummy yum yum yum. Ôi không, đợi đã. Kem của ba. Với nhau cùng chơi với nhau.
chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ cùng những đồ chơi này. Bé John, hôm nay con đã mang theo gì? Chơi với Dino không? Không, của tớ. Tớ thích Dino lắm. Ta cùng nhau chơi thật vui, chia sẻ đồ chơi nào em bé ngoan. Hỡi bé yêu, hãy nghe lời. Thật vui khi ta chia sẻ cùng nhau. Chia sẻ rất là vui. Jacob, hãy cho các bạn xem đồ chơi của con. Joe, con đã mang theo gì nào? Nhìn xem Fluffy, chú gấu nhỏ, mềm mại xinh xắn, thật yêu lắm. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Giờ mình phải làm sao đây? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp đỡ bạn ấy. Đồ chơi cũng là bạn tốt của mình, nào cùng nhau chăm sóc. Chơi. Chia sẻ là quan tâm, phải không? Chia sẻ đồ chơi, các bạn ơi. Chia sẻ đồ chơi nào sẽ rất vui. Yeah. Chơi với nhau, thích chơi đây. Ta không nên chơi một mình đâu. Đến lượt con rồi, Mia. Các con có mệt không nào? Không ạ. Không ạ. Bọn con rất thích.
nhảy qua nào. Nước mắt này đi ngay nào, hôm nay mình muốn chơi đùa. Nước mắt này đi ngay nào, chúng ta muốn được vui cả ngày. Con à đừng khóc nhé, đã có mẹ giúp con đây rồi. Con à đừng khóc nhé, vết thương kia sẽ nhanh khỏi mà. Nước mắt này đi ngay nào, hôm nay mình muốn chơi đùa. Nước mắt này đi ngay nào, chúng ta muốn được vui cả ngày. Chúng ta gần đến nơi rồi các con ơi. Cần đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cốc cốc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cốc cốc, mẹ đã về. Đó là mẹ các con. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba ơi, mẹ đã về. Chào con yêu. Con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không được mở. Có ai bấm chuông kìa mẹ ơi. Cốc cốc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cốc cốc, ba đã về. Đó là ba đây ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Làm tốt lắm con trai. Con nhớ phải luôn gọi ba mẹ nếu như thấy người lạ đến nhà nhé. Ba ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Cốc cốc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Ông đây mà cháu à. Đó là ông ạ. Ông đến chơi à. Vậy ông biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ông đây rồi. Ơi, chào cháu gái. Cháu hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không mở cửa. Cháu ngoan lắm. Chính là bà. Bà có biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Bà đến chơi nhà. Không mở cửa cho người lạ, cháu nhớ nha. Không được. Có ai đó ở ngoài cửa? Đi giao pizza. Mẹ ơi, ba ơi, đó là người lạ. Vậy chú biết mật mã không? Chú không biết. Ba ơi, ba đừng mở cửa cho người lạ. Đó chỉ là người giao pizza. Chú ấy mang bữa tối đến thôi con à. Con rất đáng khen vì đã nói với ba mẹ khi có người lạ tới gõ cửa. Yay! Hôm nay chúng ta đã rất vui và học được cách nên làm gì khi có ai đó gõ cửa rồi đấy. Và chúng ta được ăn pizza nữa.
giúp em mà. Lại đây nào em trai. Đừng khóc nha, đã có chị. Chị sẽ dỗ dành em bé ngoan. Mình chơi bên nhau sẽ rất tuyệt. Chị yêu em lắm, em trai của chị. Tốt hơn rồi. Đừng lo, chị ở đây mà.